Chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của mình nha nào mày. Rồi thì hôm nay mình xin giới thiệu với em một con game có tên đó chính là Taizu Truyền Kỳ H5. Và chắc chắn rồi, nhắc đến dòng game H5 là một dòng game đa nền tảng có thể chơi được trên iOS, Android, PC v.v. các kiểu nha nào mày. Thì ở phiên bản này anh em chơi trực tiếp trên trình duyệt anh em nha. Và đi kèm với đó thì không thể thiếu nào mày, đó chính là ở phiên bản này thì free cho anh em là cày cuốc anh em nha. Rồi ok, và chắc chắn rồi, video hôm nay thì mình sẽ review cũng như là hướng dẫn cho anh em tân thủ một số phần anh em nha. Anh em ơi, anh em có thấy 1 triệu xu này không anh em ơi? Anh em đừng quan tâm nha, vì tài khoản này là một tài khoản demo anh em nha. Đấy, demo nha. Rồi ok anh em ơi, và demo là gì? Demo là giới thiệu vào tài khoản này tạo ra với mục đích là để quay review, giới thiệu cho anh em nha anh em ơi. Đấy, và cũng như là sử dụng các tính năng vân vân anh em nha. Đấy. Rồi ok anh em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ lên cái fanpage có tên đó chính là Taizu Truyền Kỳ. Và chắc chắn rồi, cái link fanpage này thì mình cũng để dưới phần mô tả video anh em nha. Mình để cho cái phần gọi là fanpage của game. Và anh em chỉ cần kế xuống phần mô tả video, phần link game cũng như là phần hỗ trợ tân thủ và phần tổng hợp thủ thuật tải game sơ game. Ở ba phần đó mình có để một cái link gọi là fanpage của game. Và anh em chỉ cần nhấn vào thì nó sẽ dẫn em lên cái fanpage là Taizu Truyền Kỳ này anh em nha. Rồi thì trên fanpage này sẽ có gì nữa mày, thì nói chung là trên fanpage này á thì người ta sẽ đăng các bài thông tin khuyến mãi hay là thông báo hay là open server mới đêm nha. Còn anh em nào muốn nhận thêm nhiều ưu đãi khác nữa hay là mẹ có ngày, mẹ có tuần, mẹ có tháng nữa vân vân các thứ thì chắc chắn rồi anh em phải tham gia vào group Zalo thì mới có nha mày. Và cũng như là trong cái lúc mà anh em đang chơi game á và anh em gặp cái vấn đề nào đó liên quan đến lỗi game hay lỗi nạp hay là cần giật nạp vân vân các thứ á, thì anh em có thể tại fanpage này anh em nhắn vào nhắn tin để có thể liên hệ trực tiếp cho các bạn GM này nha nam ơi. Rồi ok nam ơi, và ở đây thì bài Open Server S1 này mình cũng để dưới phần mô tả video nha. Thì ở trong phiên bản này á thì sau khi anh em nhập xong mẹ code nha nam ơi, anh em sẽ được là lên được là VIP 10 nè, rồi 1000 lượt quay hero nè, rồi vô vàng kim mới bảo nè nha. Và cũng như là đi kèm với đó thì khuyến mãi ít nói chung là khuyến mãi 500% nạp nha nam ơi. Đấy. Rồi ok nó bay, và đây cũng như là event vân vân các thứ nha. Thì anh em làm xong nhận được thêm event, rồi event đua đáp được chiến nè. Đấy. Rồi ok, và bây giờ thì tiếp theo nào, ở đây thì cái link nhập mã code này mình cũng để dưới phần mô tả video nha. Thì chắc chắn rồi, những cái mã code là mình để nhập rồi nha nó bay. Đấy, những mã code mình để nhập rồi thì mã code lấy ở đâu? Mã code lấy ở đây nha nó bay. Còn không nữa thì anh em có thể kéo xuống phần mô tả video nha nó bay. Nãy mình cũng có để những cái mã code ở dưới này nha. Đấy. Rồi thì anh em lấy anh em nhập vào thôi. Ví dụ, tôi nói ví dụ nha. Đây, mẹ code này đi. Chắc chắn là mẹ tài khoản này đã nhập rồi nha. Đấy, đây, bạn đã nhận giúp code này rồi nha nè mày. Đấy, bạn đã nhận rồi. Thì nhập đỡ vào đây rồi nhấn xác nhận thôi nè mày nha. Rồi, bây giờ thì tiếp theo nào. Thì bây giờ thì từ từ nha trời. Đây, mình sẽ tiêu 1 triệu xu web này đi anh em nha. Đây, mình xin nhắc lại đây là một tài khoản demo nha nè mày. Về những gì mình đang có trên đây, ngoại trừ cái 1 triệu xu web này ra thì anh em đều nhận free hết như mình anh em nha. Đấy. Thứ nhất, VIP 10. Thứ hai, đó là những cái thứ này anh em ơi. Đấy. Một rương gì đây? Sử dụng đi, đấy, một con hero anh em ạ, mạnh tướng. Rồi cũng như là trang bị đỏ anh em ơi. Đấy, một set trang bị nha, một set trang bị đỏ tự chọn. Rồi cũng như là công viên của VIP 10 đúng không anh em ơi? Đấy, công viên của VIP 10. Rồi ok, và một cái danh hiệu duy ngã độc tôn. Đấy, ok. Rồi tiếp theo là đây, mệnh ký này. Thì cái này thì chắc chắn rồi, mình có thể ở level 18 mình cũng có thể sử dụng anh em ơi. Đấy, vậy như mình có thể chọn hero theo mệnh anh em ơi. Đấy, hỏa thủy đồ gì đó vân vân anh em ơi. Còn đây là cao cấp điểm khó anh em ơi. Đấy, nói chung là sử dụng là nói chung là quay đúng không anh em ơi. Đấy, quay 1000 ví quay đúng không anh em ơi. Hay 1000 ví quay anh em có thể quay được cái gì anh em quay anh em nha. Đấy, một hero. Rồi vòng này mình quay được một hero nha. Đấy. Rồi ok, nói chung là nếu may mắn là một vòng anh em có thể quay được 3 con hero anh em ơi, 3 con hero nha. Hiếm lắm anh em ơi, hiếm lắm. Lên 2 con là mừng, phải nói là mừng vãi cá biểu rồi anh em ạ nha. Vòng này không có con nào luôn. Một con. Rồi, đây số nãy giờ tôi thấy một con không mà trời. Mà lúc test ra tôi quay được 3 con anh em ạ. Đây, một con nè. Rồi đa số là một con nha. Còn đen lắm không có con nào. Rồi ok. Rồi thì khi mà mình đã có những cái con hero rồi thì mình sẽ bỏ nó vào anh em nha. Này bỏ nó vào. Bỏ con này ra. Đấy, cho nó lên trận cho nó đủ anh em ơi.
Rồi, ok nhé. Thì nói chung mình xin chốt lại nha anh em ơi. Toàn bộ những cái phần thưởng mà mình đang có trên màn hình anh em ơi, nãy trong cái tài khoản này đều anh em đều có thể nhận được, ngoại trừ 1 triệu này nha. Coi như cái 1 triệu này không tồn tại đi anh em ơi. Đấy. Là tất cả trong tài khoản này anh em đều nhận được như mình anh em nha. Đấy. Rồi, ok anh em ơi. Rồi thì bây giờ tiếp theo nè, mình sẽ dạo nhẹ cái cửa hàng web shop nha anh em ơi. Đây cửa hàng web shop thì nó sẽ có bán các item vật phẩm vân vân, thì anh em muốn gói nào anh em mua gói đó anh em nha. Đấy. Ví dụ như bây giờ thì mình sẽ mua một cái gói là tiên ma thần ma tự do đi anh em ơi. Đây mình sẽ nhập số lượng là 2 anh em nha. Rồi nhân tộc. Rồi ok là mình đã mua thành công nha anh em ơi. Đấy, mua thành công rồi thì mình sẽ vào đây web shop anh em nha. Đây hai rương này anh em ơi nha. Rồi ok và bây giờ thì mình sẽ vào đây mình tự chọn như anh em ơi. Đấy. Rồi ok bàn cổ đồ gì đây, lấy thích chọn con nào thì chọn anh em nhé. Đấy. Rồi còn không thì đây lấy chút lông đồ gì đây, tất lễ anh em ơi. Đấy. Rồi vu không đi đúng không anh em, vu không đi này, vu không một con mang ngọc không bàn cổ. Rồi ok đây hợp thành, hợp thành rồi ok nhé. Đấy rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ nó vô thôi. Đây bỏ hai con này ra đi. Đấy bàn cổ với vu không vô nha anh em ơi. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì anh em thích mua gì mua anh em nhé. Đấy. Thần ma tự do. Rồi ok, còn không thì anh em có thể mua các gói trong game anh em nhé. Đấy các gói trong game là mua cái gì? Rồi ví dụ như anh em có thể mua các gói mà nó bán bằng đây này nè mày, ví dụ như 2000 VND đây nha anh em ơi, thì chắc chắn rồi 2000 VND là tương đương với 2000 xu web anh em nha. Đấy cứ thế thôi. Rồi đây là 10000 đi, đây mình sẽ mua cái gói 10000 nữa mà từ từ nha. Tiền tệ của đâu hay là nó chưa mở vậy ta, có gì đó nó sẽ sai hả trời. À, ok tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi nếu mà chờ vãi cá bưu nó chưa mở nè mày. Anh đi biết tại sao không, tại sao nó chưa mở không nè mày? Tại vì hiện tại đang được mở anh test nè mày. Đấy nói chung là cái web xâm, nói chung là cái những cái gói trong đêm game này nè mày. Đấy những cái gói này nó chưa liên kết với cái ngồi cái 1 triệu xu nè mày nha, nó chưa liên kết với xu ngồi đây nè mày. Đấy nên là hiện tại thì bây giờ nói chung là hiện tại đang được mở anh test nè mày thì chắc chắn rồi. Đấy thì mình cái xu này để mua web shop thôi nha nội, mua những cái item vật phẩm ngồi web shop thôi nha nội, ngồi ra không mua được cái gì nữa nữa mà nha, phải đợi đến khi nào mà chính thức open nha nội, chính thức open là khi lên video này đúng rồi, 14 giờ nha nội, nãy 14 giờ, nãy 14 giờ ngày 4 tháng 12 sẽ chính thức open anh em nha, nãy sẽ chính thức open thì lúc đó mình mới có thể nhấn vào đây để mua trực tiếp đúng không mày, mua trực tiếp và nó sẽ trừ xu đúng không mày, còn hiện tại là nhấn không được nha nội, nhấn không có hoạt động. Vì hiện tại là cái phiên bản này chưa chính thức open này nè mày, nãy nên là cái những cái vấn đề mà nạp đồ các thứ thì nó chưa có được nha nè mày, nãy nó chưa có liên kết này nè mày. Nãy bây giờ thì cái xu này mình chỉ có thể mua những cái gói này ngồi đây thôi nè mày nhá. Ví dụ như đây thằng me tự do anh hùng hồi nãy mình mua hai gói rồi đúng không, ra trận rồi mình mua thêm 3 con nữa đi, là ra trận tổng cộng là 5 con đúng không mày. Nãy rồi cứ thế thôi, đấy tương tự vậy. Còn đây tiền Vernader gì đây, từ nha, để tôi mua thử nè mày, mua thử thôi nha trời. Đây nhận thưởng đi, dùng để mua các gói trong game. Ủa tôi từ nha, bình tĩnh, chờ tôi tí nha, tôi sẽ test thử đi, tôi sẽ mua 2000 cái đi nha, 2000 cái là tương đương với 2000 xu. Rồi ok, bây giờ vào đây nhận thưởng cái đi trời. Tôi đang có 2000 VND nha. Rồi để tôi mua thử nè mày, mua thử thôi. À, ok, hiểu luôn. Là do tôi sai chứ không phải là do game sai nên mà chờ bãi cá bị dùng nhà tôi nè mày nha. Anh em muốn mua các gói trong game thì anh em phải mua cái phần này nè mày. Nói chung anh em sẽ tốn cái phần show web này nè mày nha, tốn cái phần show web này. Và anh em mua cái item này nè mày, item tiền này nè mày, đấy, tiền vần ở đời trong game nha. Đấy. Rồi ok. Đấy thì ví dụ nói chung là mua bằng cái này thì trong game thì mình mua thì mình sẽ được tăng VIP anh em nha. Đấy.
ok 6.000. Không, mua 100.000 đi trời. Đấy, 100.000 xu. Đấy, ok. Đây, tôi vẫn còn 598.000 nữa nha. Đấy, 100.000 xu. Đây, ok, đây là lỗ tôi nha. Trời, chứ không phải lỗ của lỗ của tôi nữa mà. Rồi đây, mấy cái gói này nè, 10.000 đồ vào đây, mua. Đấy, ok. Đấy thì mình sẽ phải xu, mua xu nha mọi người. Mình sẽ phải mua cái item xu này nha mọi người. Đấy, item xu này, tiền VND nè. Đấy. Rồi, ok. Rồi cứ thế thôi. Trời. Đấy, cứ thế mà anh em mua rồi các thứ nha mọi người. Rồi, ok. Không, nếu như mà máy thì mình lên level cao hơn nữa đi mọi người nha, lên level 6 hay gì đấy đi nha. Nó sẽ mở cho mình thêm nhiều item vật phẩm, icon sự kiện đây, nó mở cho mình rồi nè mọi người. Đấy. Nhận. Nhận. Đấy, ok. Wow, item sự kiện gì quá trời vậy cha. Quá nhiều anh trai ạ, quá nhiều luôn, quá nhiều icon sự kiện các thứ vân vân luôn mọi người, phải nói là nhiều quá cá biểu vậy đó mà. Rồi ok nha, và chốt lại nữa mọi người, chốt lại là bây giờ đi nha. Thì nói chung anh em muốn mua những cái vật phẩm item trong game này nè mày, ví dụ cái gói này đi nha mày, ví dụ như muốn mua cái gói này đi nha, thì anh em phải mua cái item này nha mày, phải mua cái item là tiền VND ngồi cửa hàng web shop nha mày. Đấy, tiền VND này, thì sau khi mua xong anh em vào thư anh em nhận nha, nhận xong rồi thì nó sẽ nằm ở trong túi đồ nha. Đây, cái tiền VND này mình đã mua nè, và mình còn 88.000 anh em nha, 88.000 tiền. Đấy thì mình có thể mua các gói trong game nha mày. Đấy, rồi nói chung là gói nào cũng được nha mọi người, gói item vật phẩm, gói nạp đồ gì anh em đều có thể dùng cái xu đó nha mọi người. Đấy. Rồi còn không VND là nhận for free anh em ơi. Đấy. Rồi ok nha. Quá tuyệt vời ấy. Quên. Tại sao lại quên như vậy trời, nhận thẻ nạp đi trời. Đây về tích nạp mỗi ngày nè. Rồi tích nạp nè, tích nạp đến cái mốc nào thì nhận mốc đó anh em nha. Đấy, rồi tương tự thế thôi. Rồi ok, và bây giờ thì nói chung là game là đơn sẽ như vậy thôi đúng không? Thì cứ thế mà anh em vào game, anh em chơi, anh em trải nghiệm thêm anh em nha. Rồi ok, và mình xin dừng video tại đây. Chúc anh em một ngày được vui vẻ. Anh em nhớ nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Chào anh em nha.